Vâng, và tiếp tục sẽ là một câu chuyện nghề khai thác trên biển, đó là nghề làm muối. Với mức thu nhập quá thấp, diêm dân Nam Định không còn mặn mà với nghề muối. Một trong những hướng đi được nhiều diêm dân mong muốn đó là chuyển sang nuôi tôm. Nhưng để chuyển đổi thành công và hiệu quả thì cần nhiều hơn một bản quy hoạch trên giấy. Sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên Bản tin Tài chính Kinh doanh. Từng là vùng muối trọng điểm phía Bắc, song hiện nay diện tích làm muối ở Nam Định đã mất đi 40% so với 13 năm trước. Nuôi tôm được nhiều diêm dân lựa chọn là lối thoát cho nghề muối vốn lâu nay cho thu nhập quá thấp. Thưa quý vị và các bạn, toàn bộ đồng muối Hải Chính nơi tôi đang đứng đây đã nằm trong vùng quy hoạch chuyển đổi sang nuôi tôm. Đó đồng thời cũng là mong ước của hầu hết diêm dân. Nhưng để có được một ao tôm nho nhỏ như thế này hoàn toàn không phải là điều đơn giản. Gia đình diêm dân Nguyễn Văn Thắng là một trong những hộ hiếm hoi đã chuyển đổi được sang nuôi tôm. Vì dù nằm trong vùng quy hoạch, nhưng ông Thắng vẫn phải tự bỏ tiền ra kéo điện, thậm chí phải vay tín dụng đen lãi suất lên tới 72% một năm, vì vay vốn ngân hàng quá khó khăn. Mà chuyển sang nghề làm tôm thì nó là bây giờ là vốn nó nhiều lắm, kể cả làm đường điện, đường nọ, đường cái xây nhà ở ra là mất đúng 200 triệu tài số nó còn giống. Tôi nuôi 6 vụ thì nó bị thất thu mất 2 vụ. Thì còn được thu hoạch được 4 vụ thôi chứ không lợi nhuận nhiều lắm. Theo quy hoạch cụ thể, đến năm 2020, Nam Định sẽ giảm một nửa diện tích ruộng muối so với hiện nay để chuyển đổi sang mô hình sản xuất khác. Nuôi tôm cũng được tỉnh xác định là một trong những mũi nhọn. Tuy nhiên, bản thân địa phương lại chưa đầu tư đúng mức về cơ sở hạ tầng như điện, nước. Và nhiều bà con cũng cho biết là họ cũng không nhận được hỗ trợ gì để chuyển đổi nuôi tôm. Thực ra những cái diện tích làm muối mà kém hiệu quả thì cũng chỉ còn cái hướng tốt nhất là chuyển sang nuôi trồng thủy sản. Và tôi cho rằng nếu mà chuyển sang được mà chúng ta quy hoạch được cái hệ thống thủy lợi cũng như là đảm bảo bà con nuôi trồng thủy sản đảm bảo đúng là cái quy trình nuôi, phòng chống tốt cái dịch bệnh thì chắc chắn là cái hiệu quả sẽ hơn hẳn làm muối. Rủi ro hơn khi có không ít diêm dân không nằm trong vùng quy hoạch nhưng cũng đã tự tìm lối ra bằng cách đầu tư chuyển đổi sang nuôi tôm tự phát. Khó khăn rủi ro nó nhiều lắm, đuổi tôm thì lúc nó chết rồi cả nhà đã bỏ một tài sản ra nó quá là lớn. Bây giờ bỏ ra cái đồng tôm này cả tỷ bạc. Bây giờ gia đình có đồng nào là cắm hết, sổ đỏ với các loại sổ giấy tờ là không thiếu gì, coi như hết rồi. Đấy, con giống nó cứ vậy nó chết kiểu này thì cũng không đủ nổi. Theo nghiên cứu thì nuôi tôm trong vùng chưa được quy hoạch có thể sẽ gây ô nhiễm ngược lại tới nguồn nước làm muối, khiến cho sản lượng và chất lượng muối giảm đi đáng kể. Nên nếu như bài toán quy hoạch chưa được giải quyết triệt để, thì diêm dân sẽ vẫn còn loay hoay giữa hai đầu muối tôm, tôm muối.